Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay đó, CC đi mua đồ cho cô. Cô bên Texas đó, thì cô cũng là khán giả của CC lâu rồi. Thì cô nói với CC là cô sắp sửa có một chuyến đi du lịch. CC tìm cho cô những cái áo đầm và những cái gì mà tiện lợi nhất cho cô đi du lịch. CC chưa từng bao giờ biết cô và cũng chưa từng bao giờ nói chuyện. Thì CC đã mua được cho cô vài món rồi. Thì ngày hôm nay đó CC đi thấy cái đôi giày này hiệu Guess, màu trắng màu đen là màu chủ đạo ha. Và mùa hè này nữa thật sự rất là đẹp. Thì mới đầu CC nhìn thì CC thấy trời ơi, sao mà nó đẹp quá vậy trời. Nó có những cái hộp lấp la lấp lánh như vậy nè mà nhỏ nhỏ à các bạn. Nó ẩn 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 ở trong cái đôi giày đó chứ nó không có show lên lắm đâu. Tay các bạn sờ vào thì các bạn cũng thấy nhưng mà nó đẹp lắm. Tại CC để cái phone gần như vậy thì các bạn nhìn như vậy đó. Hiệu Guess ha. Ở đây là thun ha. Không cần phải cột dây ha. Trời ơi đúng với size của cô nữa các bạn. Trời đất ơi CC mừng ơi là mừng. Thấy đẹp quá vội vàng tới cầm lên. Trời ơi các bạn xem này nó nhẹ thật là nhẹ luôn. Nhẹ như là không mang gì luôn. CC không tin là có đôi giày mà tuyệt vời như vậy các bạn. Nè. Này chắc người ta bỏ xuống đất, người ta thử nhiều đó cho nên là ở dưới nó dơ chút nhưng mà cũng không sao. Mua hàng on sale là vậy các bạn. Trời ơi CC nói đôi giày mê quá trời là mê luôn. Mà on sale 50% nha các bạn. Thế là CC lấy bỏ vào giỏ xe liền. Tại vì sợ giống như ngày hôm qua đó tới phiên mình cái người trước mình cái họ lấy cái đôi kia. Rồi bỏ vào giỏ xe xong mừng quá CC bắt đầu đi kiếm đôi chân CC. Trời ơi không còn một đôi nào hết các bạn, không còn size nào và không còn một đôi nào nữa. Trời ơi CC mê luôn đó các bạn. Lần đầu tiên các bạn nghe CC nói là CC mê cái loại này đúng không? Chắc có thể là tại vì nó quá nhẹ, nó nhẹ như là không mang cái gì luôn và nó bằng thun nữa các bạn, với lại nó có những cái lấp la lấp lánh này nè mà nó ẩn ẩn lên đẹp đẹp xuất sắc. Cái đôi này CC chưa từng thấy luôn, đi kiếm mua cho CC mà không có. Nhưng mà còn ba nơi nữa CC sẽ đi thử coi coi có không. Thì bạn nào mà thích đôi này liên lạc với CC, bạn ghi cái size của bạn rồi CC đi CC thấy CC mua về nhà CC gửi hình cho bạn liền. CC không biết là có hay không, không có hứa với các bạn ha, nhưng mà bạn nào thích thì cứ ghi cái nốt đó cho CC đi. Sẵn CC đi kiếm cho CC thì CC kiếm cho các bạn luôn. Trời ơi, CC nói thật đó nha, mê 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 luôn. Thứ nhất là thun là ai cũng thích hết rồi. Không cột dây nữa mà lại được cái hiệu Guess nữa. Mà nhẹ thật là nhẹ luôn, CC không tin luôn á. Trời ơi, mê quá à, trên cả tuyệt vời. Cô ơi, cô xem video này rồi coi cô có thích không nha. Chứ hồi sáng con chụp cho cô đó là cũng không có rõ lắm đúng không ạ? À, bây giờ cô thấy nè, đẹp không? Trời ơi, trên cả tuyệt vời. Cô đi du lịch là cô cần phải mang những cái đôi như vậy cô ạ. Đó, đẹp quá à. Rồi, các bạn nào muốn liên lạc với CC, CC 714 425 5869. Kết bạn với CC ở Viber, Zalo hoặc là Facebook. Mấy bữa nay cho anh Sa nghỉ ngơi khoảng 1 tuần đi nghe. Anh hết mệt rồi thì bắt đầu anh sẽ giúp chúng ta tiếp tục. Đó, đẹp không cả nhà? Đẹp quá luôn á, trên cả tuyệt vời luôn á. Bye bye cả nhà nha. I love you.